Chào mừng các bạn đến với bản tin trưa ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Tuyên Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin chính. Ronaldo đi vào lịch sử. Ở trận Seleção tiếp Cộng hòa Ireland tại Aveiro, Bồ Đào Nha, rạng sáng ngày 12 tháng 6, huấn luyện viên Roberto Martinez bố trí Ronaldo đá chính. Đây là trận giao hữu đầu tiên của CR7 trước thềm Euro 2024 sau 2 trận liên tiếp vắng mặt. Thắng Phần Lan 4-2, thua Croatia 1-2. Trong ngày tái xuất, Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ sau khi João Félix ghi bàn thắng mở tỷ số ở hiệp 1. CR7 biến sân Estadio Municipal de Aveiro thành sân diễn của riêng mình trong hiệp 2. Phút 50, nhân đường chuyền của Ruben Neves, Ronaldo đi bóng lại bỏ một cầu thủ Cộng hòa Ireland trước khi dứt điểm bằng chân không thuận, chân trái, ghi bàn thắng tuyệt đẹp. Phút 60, Ronaldo ghi thêm một bàn nữa, hoàn tất cú đúp, qua đó định thắng lợi 3-0 cho Seleção. Theo thống kê, tính cả cú đúp trước Cộng hòa Ireland, Ronaldo đã ghi 130 bàn cho đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 39 tuổi là cầu thủ ghi bàn thắng quốc tế nhiều nhất lịch sử và là ngôi sao đầu tiên chạm mốc 130 bàn thắng quốc tế. Ngoài ra, Ronaldo còn trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trong 21 năm liên tiếp, tính từ năm 2004. Như vậy, Ronaldo đã có màn chạy đà hoàn hảo cho Euro 2024. Sau trận thắng Cộng hòa Ireland, CR7 cùng các đồng đội sẽ chuẩn bị hành quân tới nước Đức tham dự Euro 2024. Ở giải đấu hè năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng F cùng Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Theo lịch, thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ đá trận đầu tiên vòng bảng vào 2 giờ ngày 19 tháng 6 gặp Cộng hòa Séc. Ronaldo hành động cực đẹp. Màn trình diễn chói sáng và cú đúp vào lưới Cộng hòa Ireland không chỉ giúp Ronaldo chạm nhiều kỷ lục mà nó còn giúp cho siêu sao 39 tuổi nhận về những lời khen. Ngoài màn trình diễn trên sân, CR7 còn tiếp tục lấy lại được tình cảm từ người hâm mộ sau những hành động vô cùng thân thiện và mát. Cụ thể, Ronaldo đã thể hiện những cử chỉ ngọt ngào với cô bé dẫn đầu của đội tuyển Bồ Đào Nha trong quá trình bước ra sân. Cô bé được trang bị xe lăn để phục vụ cho quá trình di chuyển và đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha không ngần ngại phục vụ cô bé tới nơi để tiến hành thủ tục hạt cua cả. Trong lúc bắt đầu thực hiện nghi lễ chào cờ, Ronaldo tiếp tục làm đốn tim các cổ động viên có mặt trên sân khi chủ động nắm tay cô bé và sau đó có thể nhận ra nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cô bé đó. Cuối cùng, cựu sao Man United đã gửi một nụ hôn lên trán cô bé này, qua đó cho thấy sự ấm áp của mình với những cô cậu bé linh vật. Chứng kiến hành động ý nghĩa của Ronaldo, nhiều người mộ đã để lại những bình luận khen ngợi. Một người nói: "Thật đẳng cấp, cách anh ấy để tay lại với cô bé này thể hiện sự đồng cảm tự nhiên đến từ trái tim chân thành và kinh nghiệm của mình." Người thứ hai nói: "Một cử chỉ đẹp." Người thứ ba chia sẻ: "Truyền thông sẽ không bao giờ cho bạn thấy khía cạnh này của Ronaldo. Đó là lý do tại sao anh ấy là GOAT." Người thứ tư bình luận: "Những khoảnh khắc như thế này chính là lý do vì sao bóng đá được xem là môn thể thao mang lại sự đoàn kết." Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo có những cử chỉ thân thiện với những cô cậu bé linh vật, bởi trong quá khứ, không ít lần siêu sao người Bồ Đào Nha đã thể hiện điều tương tự và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ten Hag ở lại MU. Tương lai của Ten Hag ở Old Trafford là chủ đề tốn nhiều giấy mực của báo giới suốt mùa giải 2023-2024 đến thời điểm này. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Anh cũng như trên thế giới, Sir Jim Ratcliffe đã chốt quyết định sa thải huấn luyện viên người Hà Lan. Một trong những lý do khiến cho tỷ phú Jim Ratcliffe xuống tay với Ten Hag vì phong độ cực tệ của MU tại Premier League, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, vị trí thấp nhất của Quỷ Đỏ trong kỷ nguyên Premier League. Dù Ten Hag giúp MU vô địch FA Cup, qua đó giành vé tham dự Europa League, nhưng Sir Jim Ratcliffe vẫn bảo lưu phương án trảm cựu huấn luyện viên Ajax. Vì thế, từ cuối mùa trước, đặc biệt trong thời gian qua, MU đã giáo diết tìm kiếm huấn luyện viên mới. Tuy nhiên, nỗ lực của đội chủ sân Old Trafford đã thất bại. Sau các cuộc đàm phán đổ vỡ với huấn luyện viên Thomas Tuchel, Sir Jim Ratcliffe đã quay ngoắt 180 độ với Ten Hag. Theo Sky Sport và BBC Sport, MU đã quyết định giữ chân Ten Hag và bắt đầu mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với ông. Giao kèo hiện tại là hết tháng 6 năm 2025. Về phần mình, Ten Hag sẵn sàng ở lại Old Trafford. Dù biết rõ MU đã tìm người thay thế mình nhưng không thể. Vì thế, vị huấn luyện viên 54 tuổi vào đội ngũ huấn luyện của ông sẽ không rời đội bóng Manchester. Hiện tại, Ten Hag và bà xã Bianca đang nghỉ tại Ibiza, Tây Ban Nha. Từ nơi này, cựu huấn luyện viên Ajax đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng về MU từ hôm qua. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, MU sẽ sớm công bố hợp đồng mới của Ten Hag. Đội tuyển Anh đón tin vui. Trong buổi tập mới đây của đội tuyển Anh, hậu vệ John Stones và tiền vệ Bukayo Saka thay vì phải ngồi ngoài đều có thể hoàn thành giao án giống như các thành viên khác trong đội.
Đây là thông tin rất tích cực với fan Tam Sư, những người từng lo ngại Stone và Xhaka không thể bước vào Euro 2024 trong thể trạng sung mãn nhất. Do bị chấn thương háng trong giai đoạn cuối mùa giải 2023-2024, nên Xhaka phải chạy đua với thời gian để được huấn luyện viên Solskjaer triệu tập vào danh sách đội tuyển Anh dự Euro 2024. Trong trận Tam Sư bất ngờ thua Iceland 0-1 mới đây, tiền vệ của Arsenal chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng dường như anh vẫn còn đau nên không thể phát huy tối đa năng lực. Về phần mình, Stone buộc phải rời sân sau giờ nghỉ trận đấu nói trên do bị chấn thương mặt cá. Rất may là vấn đề của chốt chặn thuộc biên chế câu lạc bộ Man City cũng không quá nghiêm trọng. Bằng chứng là anh vừa xuất hiện trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Anh. Với việc trung vệ Harry Maguire của MU phải ngồi nhà vì chấn thương, Stone hứa hẹn sẽ có nhiều đất diễn ở ngày hội bóng đá sắp tới diễn ra trên đất Đức. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chuyên gia chạy cánh của đội tuyển Anh là Anthony Gordon khi được hỏi về tình trạng của Stone đã chia sẻ: "Thú thực với các bạn là tôi đã rất lo lắng khi thấy Stone ngã xuống sân ở trận Anh gặp Iceland. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi Stone là một cầu thủ lớn và đội tuyển Anh cần anh ấy khỏe mạnh khi bước vào Euro 2024. Thật may là bây giờ Stone đã ổn. Anh ấy là cầu thủ rất mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần." Ở một sầu diễn khác, hậu vệ cánh Luxor của Man United đã gây chú ý khi mặc áo tập màu xanh khi ra sân. Anh là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Anh xuất hiện trên sân tập với trang phục khác hẳn so với các thành viên khác trong đội. Theo truyền thông của xứ sở sương mù, Shaw làm vậy không phải là bởi anh thích chơi trội. Lý do đây đơn giản là vì Shaw chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Chính bởi thế nên anh mặc áo xanh để cảnh báo các đồng đội tránh va chạm với mình. AFC báo tin vui cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã chính thức dừng bước ở vòng loại 2 World Cup 2026 sau khi Indonesia dễ dàng vượt qua Philippines 2-0 ở trận đấu diễn ra vào tối ngày 11 tháng 6 và trách suất nhì bằng F cùng tấm vé đi tiếp. Ở chuyến làm khách trước Iraq dạng sáng này, ngày 12 tháng 6, đội tuyển Việt Nam cũng không thể làm nên điều bất ngờ khi để thua 1-3. Thất bại này đã khiến những chiến binh sao vàng bị trừ số điểm lớn trên bảng xếp hạng FIFA. Không thể vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Philippines bảng F sẽ cùng 16 đội xếp thứ 3 và thứ 4 ở 8 bảng đấu khác nhau tranh tài ở vòng loại Asian Cup 2027. Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ gồm 24 đội với 18 đội bị loại ở vòng loại 2 World Cup 2026 và 3 đội thua có thành tích tốt nhất ở vòng loại 1 World Cup 2026: Bhutan, Maldives, Lào và 3 đội thắng playoff. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra trước tháng 3 năm 2025. Liên đoàn bóng đá AFC sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA ở thời điểm gần nhất với thời điểm lễ bốc thăm để phân nhóm hạt giống. Với hạng 115 thế giới, đội tuyển Việt Nam sẽ tạm thời được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của vòng loại Asian Cup 2027 cùng với Serie A hạng 89, Tajikistan 99, Thái Lan 101, Liban 120, Ấn Độ 120. Đây được xem là lợi thế lớn của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Nhóm 2 gồm có Malaysia, Turkmenistan, Philippines, Afghanistan, Yemen, Hồng Kông. Nhóm 3 có Singapore, Maldives, Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar, Nepal, Bhutan. Nhóm 4 gồm Bangladesh, Lào, Pakistan và 3 đội thắng playoff. 3 trận đấu playoff ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 tới đây. Với việc tìm ra đội thắng giữa Sri Lanka đấu Campuchia, Đông Timor đấu Mông Cổ, Brunei đấu Macau, đội tuyển Việt Nam có thể giữ được thứ hạng hiện tại hoặc cải thiện tốt hơn. Do đó, khả năng duy trì nhóm hạt giống số 1 cho những chiến binh sao vàng là rất lớn. Thực tế, hiện khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và đội có thứ hạng tốt nhất thuộc nhóm 2 là Malaysia lên tới 23 bậc nên khó bị bật ra khỏi nhóm 1. Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ chia 24 đội thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Chỉ đội nhất bảng mới có thể giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Các trận đấu thuộc vòng loại này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, ngày 10 tháng 6 năm 2025, ngày 9 tháng 9 năm 2025, ngày 14 tháng 10 năm 2025, ngày 18 tháng 11 năm 2025 và ngày 31 tháng 3 năm 2026. Theraton xin lỗi người hâm mộ. Ở lượt trận cuối cùng vòng loại 2 World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan không thể giành vé đi tiếp. Mặc dù đánh bại Singapore với tỷ số 3-1, nhưng như vậy là không đủ để đội bóng này cạnh tranh hai vị trí đầu bảng. Kết quả này khiến cho người hâm mộ Thái Lan hết sức tiếc nuối và thất vọng. Bởi lẽ Thái Lan và Trung Quốc có cùng 9 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại. Nhưng việc có một kết quả hòa, một thua trước Trung Quốc khiến Thái Lan bị loại khi sẽ đến thành tích đối đầu trực tiếp. Thất vọng và tiếc nuối cũng là cảm giác chung của cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan sau trận này. Huấn luyện viên Isi lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Đội trưởng Theraton cũng xin lỗi người hâm mộ khi không thể giành vé đi tiếp. Cụ thể, Theraton nói: "Tôi và tất cả đồng đội xin lỗi vì không thể giành vé vòng loại 3 World Cup 2026. Tôi tin rằng rất nhiều cầu thủ ở đây
còn cơ hội góp mặt ở một kỳ World Cup cũng sẽ có nhiều cái tên không thể. Có lẽ tôi mong người mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Tôi không biết phải nói gì lúc này. Tôi cũng không muốn bản thân trông yếu đuối. Thật sự không biết phải cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ của người mộ như thế nào. Tình cảm của mọi người thật tuyệt vời. Đáng tiếc là hôm nay chúng tôi đã khiến mọi người phải thất vọng. Một lần nữa tôi xin lỗi về kết quả này. Xin lỗi vì không thể giành vé đi tiếp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trường hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.